Livestream, một ứng dụng không còn xa lạ với người trẻ. Thậm chí người người livestream, nhà nhà livestream. Cứ lên Facebook là nhận được tin báo bạn bè đang phát trực tiếp. Vậy tại sao livestream được ưa chuộng đến vậy? Để chia sẻ cùng sở thích, để tìm với những người bạn hay là cùng sở thích với mình, cùng cái cách sống với mình để hiểu nhau hơn. Chứ là chủ yếu là để kiếm bạn, hoặc là có một số người thì chủ yếu là họ muốn nổi tiếng. Nó trực tiếp, cho nên là tất cả mọi người đều có thể thấy được ngay tại lúc đó luôn. Chính vì những lý do trên, livestream được áp dụng vào nhiều hoạt động online, điển hình là công cụ hỗ trợ kinh doanh qua mạng xã hội. Phương pháp livestream bán hàng nhanh chóng được truyền tay. Nhờ livestream, các cửa hàng tăng đơn hàng rõ rệt. Những món đồ khó bán cũng được mua lại nhờ chiêu giảm giá cho những ai chia sẻ livestream. Từ đó, sự cạnh tranh online cũng khốc liệt, không khác gì cạnh tranh đời thực. Để thu hút người xem, nhằm mục đích bán được nhiều hàng, người làm kinh doanh bắt đầu nghĩ ra các chiêu trò. Đáng nói, không ít chiêu trò phản cảm khiến người xem lắc đầu ngán ngẩm. Đây là cô người mẫu đang thử nội y để khách hàng có thể nhìn rõ hơn kiểu dáng sản phẩm mà không cần phải đến tận cửa hàng. Bên cạnh là chủ cửa hàng đang giới thiệu về sản phẩm. Cứ thế, người mẫu liên tục thay vào những bộ nội y khác nhau. Trước hành động này, nhiều người bình luận tỏ ra gay gắt. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng buôn bán thử đồ là chuyện bình thường, chẳng có gì để tranh cãi. Không dừng lại ở đó, nhiều cô người mẫu không chỉ mặc nội y mà còn kèm theo những hành động phản cảm như nhảy múa, sử dụng súng giả làm đầu cụ, ngồi chém chệ trên sản phẩm, không biết vô tư hay cố ý, có người còn thay đồ ngay trước ống kính. Bán hàng bằng cách để khoe da thịt là hành vi khó chấp nhận. Và một lúc nào đó và một thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chính những hình ảnh đó nó sẽ gây hại, nó sẽ làm giảm sút cái hình ảnh của mình trong mắt của những người xung quanh. Và nếu như chúng ta cũng có thể nhìn xa hơn một chút nữa thì chắc chắn rằng nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái cuộc sống, đến cái gia đình, đến những đứa con của chính mình nếu như vô tình có thể xem được cái live stream đó. Lại có người tạo phong cách riêng bằng việc chửi khách. Thật đáng kinh ngạc, bởi xưa nay khách hàng vẫn luôn là thượng đế. Nhưng ngày nay thượng đế lại bị chửi không tương tiếc mà vẫn cảm thấy thú vị. Thì nó sẽ gây sự chú ý cho mọi người. Với lại là thấy chửi thì là lạ bao vô xem. Việc mình bị chửi, mình bị xúc phạm, lòng mình thấy rất là đau nhưng mà thật sự mình lại thích. Thế là do, mình cũng không biết là tại sao nữa, nhưng tóm lại là tâm lý của mình nói rằng mình đang hưởng thụ cái việc này, đang tận hưởng việc này rất nhiều. Trai giả gái tô son điểm phấn, làm trò kệch cỡm thu hút người xem. Mặc lời cười chê gạch đá, chỉ cần tăng đơn hàng là đạt mục đích. Câu hỏi được đặt ra, chỉ vì cái like ảo, bán thêm được một vài đơn hàng mà sẵn sàng làm trò như thế, liệu có đáng? Có thể ngay tại thời điểm hiện tại, cái điều rất là quan trọng với chúng ta đó là tiền bạc. Nhưng liệu rằng là 1 năm, 5 năm, 10 năm nữa thì cái gì là điều quý giá nhất với mỗi chúng ta? Phải có được điểm dừng, phải có biết đâu là cái điểm phù hợp để chúng ta có thể có thể kinh doanh tốt nhưng mà cũng có thể giữ gìn được cái hình ảnh cá nhân của mỗi người. Live stream phản cảm là cách thức thu hút khách hàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bán hàng bằng cách này chỉ có hiệu quả nhất thời. Người mua chỉ vì tò mò, ham vui, muốn giữ khách, tiêu chí đầu tiên là uy tín và chất lượng. Cái câu chuyện này, theo tôi thì nó chỉ là một câu chuyện tức thời thôi. Còn nếu như mà sau đó xong, người ta thấy được rằng cái giá trị của hàng hóa nó không có bảo đảm về chất lượng, hoặc là giá của nó là quá cao so với thị trường, thì những cái hoạt động kia chắc chắn rằng sẽ không có tính bền vững để thu hút những cái người mua tiếp theo. Livestream bán hàng cũng là một hình thức kinh doanh, đặc biệt khi đã đưa lên mạng xã hội sẽ có tác động lớn đến nhiều đối tượng. Vì thế cần siết chặt quản lý, tránh hành vi phản cảm hay vụ lợi với mục đích khác. Thì rõ ràng các cái cơ quan quản lý nhà nước, người ta phải truy tìm ra được những cái người cung cấp những cái dịch vụ trên cái trang mạng xã hội để làm sao đó quản lý được cái doanh số bán ra của người ta, để tạo ra một cái sự công bằng của xã hội. Đó là những người mà có những cái nguồn thu nhập từ cái hoạt động kinh doanh thì buộc phải nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Dùng chiêu trò phản cảm để câu khách, việc kinh doanh cũng không bền mà còn ảnh hưởng đến tư duy của thế hệ tiếp theo. Hãy cân nhắc, hành động có chừng mực. Vì để nổi tiếng hay bán được vài món hàng mà đánh đổi nhiều thứ như thế là không đáng.